Chào các bác, hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một cặp loa JBL rất là gấu. Các bác nhìn cấu hình này thì các bác sẽ đoán được nó sở hữu bát bao nhiêu. Đây là dòng nó gọi là dòng series 100 nhé. Nó giống như những cái dòng BBW ấy. Con này là series 100 nhưng con này là dòng 125. Còn 125 là sở hữu 2 bát 40 nhé. Đấy, các bác nhìn này, 2 bát 40 này. Nó gần xếp. Với cái cấu hình này thì anh em có thể thấy ngay nó là một dòng loa chuyên nghiệp. Rõ ràng là nó một cặp loa chuyên nghiệp luôn. Tuy nhiên trong cái dòng chuyên nghiệp ấy, thì dòng 125 này là một trong những dòng mà anh em mà có thể có những cái không gian nhà, rất nhất là anh em ở tỉnh có điều kiện nhà không gian rộng rãi khoảng 5-70m, 100m ấy. Các bác có chỗ kê. Và quan trọng là không gian của bác muốn lấp đầy không gian của các bác, giải bát, giải chung, giải tép nó đều hay ấy. Thì các bác nghĩ cho em đến cặp này nhá. Một cặp loa nó vừa mang tính chuyên nghiệp nhưng mà chơi gia đình cũng rất là hay luôn. Cấu hình của cặp này thì nó rất là khủng các bác nhá. Chiều cao của nó thì nó khoảng độ 1m1. Bề ngang thì em sẽ đo áng cho các bác nó khoảng tầm độ gần 50cm. Đấy, đôi loa này tức là tổng loa là có 4 loa bát 40 và một tép kèn. Các bác nhìn họng kèn này, cực kỳ gấu nhá. Về dòng JBL mà 125 này ấy, thì các bác nên nhớ nhá, trên thị trường nó rất là nhiều hàng của Trung Quốc, hàng fake. Có hàng Trung Quốc chính hãng và có hàng fake. Còn đây của em là cặp hàng bãi của Mỹ, Mỹ xịn luôn. Đấy, các bác nhìn này, đôi này của em về rất là đẹp nhá. Một bên em đã tháo căng rồi. Đấy, một bên này, căng của nó đây, căng vẫn còn chữ rất là đẹp. Cái cấu hình này tí em sẽ giới thiệu cục đẩy em đang ghép với nó. Và cái cấu hình này thì kể cả anh em gia đình như em nói lúc đầu, hoặc là anh em nào làm sự kiện, anh em làm đám cưới rồi những cái sự kiện sinh nhật chứ các thứ, thì có thể sử dụng cái cấu hình này. Nó rất là kinh tế nhưng mà lại đem lại rất là nhiều lợi ích trong công việc của các bác. Đây là dòng 125 nha các bác nha. Đây các bác nhìn chữ này. Đấy, còn GRX thì dòng 100 này nó có nhiều dòng. Đây là dòng 125 mà được đánh giá nhiều anh em rất là thích. Con này công suất là từ maximum là 1000W, 500 đến 1000W, 4 ohm. Made in USA nhá. Nếu mà hàng Trung Quốc chính hãng thì ở đây nó sẽ là Made in China. Made in China đấy. Còn đây là hàng bãi. Hàng bãi xịn. Rất là chất lượng. Bật mí luôn cho các bác là cặp loa này có ngoài 20 triệu thôi. Rất là hợp lý chứ. Đấy. Anh em nào mà làm biểu diễn thì có thể quan tâm cái kênh của em. Từ trước giờ kênh của em chủ yếu làm đồ dân dụng thôi. Còn đây là một trong những số rất là ít cái cặp loa mang tính chất gọi là cực kỳ pro về thằng audio. Hy vọng là anh em sẽ đón nhận. Đấy, giá thì cực kỳ tốt. Đấy, em đang ghép thì là một con đẩy crown của Mỹ dòng 1400. 1400 CLS. CSL nó là dòng công suất, có công suất là 1000W, 1400W luôn. Đấy, mỗi watt nó, mỗi kênh nó là 700W. Con này là 2 bát điện. 2 bát điện, 2 bát thật chứ không phải cộng hưởng. Các bác nhìn thấy đây, đây là cái lỗ thở đấy nhá các bác nhá. 4 lỗ thở. Bởi vì con này nó sở hữu 2 bát 40 nó rất là khủng. Đây, bề ngang của kèn này. Đây có dập chữ JBL nữa này. Nhìn rất là sắc nét. Gần xếp. Gần vải xếp, zin tép. Rất là ít khi mà những cái cặp loa nó bãi nó về nó còn đẹp, còn luột được như này. Lần đầu anh em có thưởng thức cái cấu hình là em ghép gồm có đẩy 1400 cùng vang DBX. Ở đây thì em có bày thêm con vang JBL. Để anh em nào mà dùng quang thì dùng JBL, còn dùng cơ thì dùng DBX. Vừa rồi là thử DBX cho các bác. Ở tiêu đề sẽ có giá combo cả bộ gồm có cả vang, cả đẩy và cả loa cho các bác. Đấy. Với cái cấu hình này là nó là 2 bát 40 một thùng. Mà cái tầm tiền nó rất là hợp lý, ngoài 20 triệu. Quá nhiều anh em có thể sở hữu được. Thực sự là ở em shop của em thì ở Hà Nội, ở Nguyễn Đức Cảnh đây, cái địa chỉ đây các bác nhìn nhá.
Đôi khi là cái không gian ở Hà Nội anh em nhiều khi phòng ốc nó không thể làm mặt tê được, như cặp loa nó khủng như này. Đấy, thể tích thùng nó rất là lớn. Đấy. Nhưng cũng chưa biết được, nhưng anh em ở ven ven Hà Nội có rất là nhiều đất cát rộng. Thực ra cái đôi này thì anh em có thể chơi được ở ngoài trời mà. Còn đương nhiên là cái về không gian khoảng 100-200 mét thì là quá là tuyệt vời, đánh cực kỳ hay rồi. Đây nha, đây là cái đằng sau của con đẩy 1.400. Đây. Đấy, các anh nhìn nhá. Maximum này, output này, 700W này. Per channel, per là mỗi kênh này. Mỗi kênh nó là 700W các bác nhá. Tổng của nó là 1.400W. Đấy. Các bác để ý em có nối một cái dây mát này vào cái thân của cái đẩy. Với một cái dây mát nữa vào cái thân của cái vang. Đó. Để đánh nó đỡ bị ù xì, nó triệt tiêu được cái ù xì một chút. Đó. Quay rất là kỹ chi tiết cho các bác nhá. Cặp loa đẹp tuyệt vời luôn. Hàng bãi như này là xuất sắc lắm rồi. Hôm trước có về một cặp một con âm ly Kali 128E rất là đẹp nhưng mà bán mất không kịp quay cho các bác. Những cái dòng Kali mà nó có cái tem nắp rất là quý. Thì cặp 125 mà nó có những cái tem ở cái căng nó rất là ít, đặc biệt là với những cái cặp bãi. Các bác biết là bãi ở như thế này thì ở bên nước ngoài ấy, thì người ta cũng sử dụng ở trong những cái phòng kiểu quán kiểu hát, rồi những cái nơi mà tổ chức sự kiện. Tức là người ta cũng làm chuyên nghiệp đấy. Nhưng mà người ta vẫn giữ được những cái đôi như này thì rất là hiếm. Đó. Đều đẹp hết các bác nha. Tất cả xung quanh này nó bao bằng một lớp nỉ. Đó. Có tay sách, có nỉ. Đó, tay sách. Bây giờ sẽ mời các bác nghe tiếp. Em sẽ bật một cái bài bài của thế là bật vừa rồi thì có bật bây giờ em sẽ bật nhạc Việt nhé, nhạc Việt đi, vừa rồi thì nhạc nước ngoài rồi. Con này hát mà cái bộ này thì hát thì thực sự là rất là hay luôn.
té thế thôi, tại vì cái cặp này thì thực sự là nó quá khủng khiếp các bạn. Và nhân tiện qua cái clip này thì cũng chia sẻ các bác nhé, nếu mà các bác mà chơi kéo đẩy này hoặc chơi đẩy với vang này thì cái nguyên tắc tắt là đầu tiên các bác tắt đẩy trước nhé. Đấy, tắt đẩy trước sau đó tắt vang. Còn nếu mà chơi kéo đẩy thì các bác cũng vẫn tắt đẩy xong tắt mới tắt cái cục dề. Đấy. Cấu hình như này thì nghe nhạc và hát karaoke thì rất là khủng rồi. Nó rất là khủng khiếp rồi. Còn rất là nhiều anh em thắc mắc bảo sao bác Thắng sao em không test bộ hát mà không hát, bởi vì giọng em nó quá hay, hát sợ các bác ngã ngửa. Cũng nhân cái clip này thì cũng cũng mong là anh em nào mà hát hay ấy, mà đi làm mà thứ bảy chủ nhật mà được nghỉ ấy, mà muốn làm cộng tác thằng audio ấy, mà ví dụ thích ca hát thì có thể nhân tiện. Đấy, nếu mà ở gần đây thì có thể chạy qua, ví dụ em mà có những cái combo hát kiểu này em sẽ mời các bác hát, biết đâu là từ cái kênh YouTube của Thắng Audio sẽ rất là nhiều các giọng hát của các bác sẽ trở thành nổi tiếng cho đi thi Việt Nam Idol. Đấy, rất là nhiều các cái chương trình khác với những cái cấu hình mà Mỹ này có mỗi anh này là Tàu, thì đương nhiên là cái giọng hát mà phải nói là được được thôi, hát vào thì nó cũng sẽ rất là hay luôn, khẳng định các bác thế đấy. Đấy nha, đẩy ra 1400, công suất 1400W, loa JBL 125. Đây, đọc kỹ của nó là JRX 125 các bác nhé, 2 bát 40. Đấy, 2 bát 40 một kèn. Bộ này thì kể cả anh em nào mà mua trước mắt là chưa làm kinh doanh để về nhà để hát hò để nghe nhạc, ví dụ sau có điều kiện mà thích thì làm những cái show nhỏ nhỏ thì cái bộ này cấu hình này quá tuyệt vời luôn, mà ngân sách đầu tư thì không nhiều, có khi nếu mà khéo làm thì có khi ví dụ các cái dịp lễ Tết Trung Thu hay gì chỉ trong 1 tháng đây thôi thì có khi là cày lại nguyên cái bộ này luôn được cho các bác. Rồi, cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Sẽ test thêm một vài cái cấu hình nữa với cặp này các bác nhé.